Và bây giờ hãy đến ngay với vòng 1 được mang tên Xuyên Thấu. Ba chàng trai, ba vóc dáng rất là khác nhau nhỉ. Và bây giờ thì chúng ta sẽ nghe ba chàng trai tự giới thiệu về bản thân mình xem là có một chút xíu manh mối nào để cho các cô gái đây đoán xem diện mạo của anh ta như thế nào không nhé. Xin mời chàng trai thứ nhất. Xin chào, ở nhà tôi tên Tô, sở thích của tôi mỗi khi vui quá thì lại úp bàn, úp ghế, úp chén, úp ly, úp thao, úp chậu. Cho nên mọi người gọi tôi là Tô Úp. Tôi thích đi du lịch đến những nơi có những không gian cổ kính như viện bảo tàng hay những khu phố cổ để tìm hiểu thêm về lịch sử, văn hóa cũng như những cuộc sống của những con người bản địa. Tôi có một thói quen rất đặc biệt, đó là đeo tai nghe nhưng không bao giờ mở nhạc. Trời ơi! Bạn bè hay đồng nghiệp nói xấu thì tôi đều nghe hết. Trời ơi! Giác quan thứ 6 của tôi cực kỳ chính xác, được di truyền từ bà cố đến bà ngoại, đến mẹ và đến tôi. Tôi linh cảm rằng hôm nay hai vị khách mời đều là phụ nữ xinh đẹp. Xin cảm ơn. Thú vị đấy. Thú vị á. Đeo tai nghe mà không nghe nhạc. Cá tính quá hả? Cá tính. Thích dương đông kích tay. Theo em thấy thì là đây là một cái anh chàng có giọng khá là ấm áp. Em nghĩ ảnh sẽ có một cái nước da nó hơi ngâm ngâm, rám nắng. Còn cái khuôn mặt thì nó, nếu mà ảnh ốm thì nó sẽ vê lai, còn nếu mà ảnh mập thì nó sẽ tròn ra. Nó có hơi quề vốn không Trương Quỳnh anh? Tôi nghe nó cũng quề vốn. Thì tại vì bây giờ cái dáng vậy thì em không đoán được, mà tại cái cằm nó cũng dính vô cái vai rồi, cho nên là em đoán vậy thì lát thế nào cũng đúng. Nếu mà ảnh mập thì là mặt ảnh sẽ tròn. Không có được vậy, mình phải dùng cái giác quan thứ 6 của mình để đoán xem cái gương mặt của ảnh tròn hay là ốm hay vê lai hay ola gì đó. Anh thứ nhất là gương mặt sẽ hơi tròn dài. Chị có mường tượng được là gương mặt của ảnh sẽ như thế nào không? Mắt, mũi, miệng, mày. Em cho chị vô coi luôn rồi chị tả cho em. Nãy giờ á, Vinh thấy là hai vị khách mời của chúng ta đều dùng lý trí để mà nhận diện. Đúng rồi. Nhưng mà thật sự á, theo kinh nghiệm, hãy dùng trực giác của mình. Hãy dùng cái gì mà nó chợt đến và nói ra thì phần đúng rất là cao. Trực giác của chị á, cái giọng vừa rồi là của anh thứ hai. Ok, chị có giữ cái trực giác đó. Chị vẫn không tin chương trình. Nổi da gà quá à chị. Thiệt luôn. Để kể câu chuyện nghe đã sợ rồi. Và bây giờ thì xin mời chàng trai thứ hai. Xin chào mọi người, tôi là Bin. Tính cách của tôi là tổng hòa của nhiều yếu tố đối lập. Tôi là người nghiêm túc, chỉnh chu, nhưng rất vui vẻ và đôi khi cũng hơi lầy. Lãng mạn nhưng khá thực tế. Tôi giữ thói quen nề nếp nhưng cũng rất yêu sự tự do. Buổi sáng của tôi thường bắt đầu vào lúc 5 giờ. Tôi sẽ chạy bộ ở công viên, sau đó kiếm một góc ghế đá và làm một tách cà phê để chuẩn bị cho một ngày mới. Thỉnh thoảng khi mơ thấy một điều gì đó, vài tháng sau tôi sẽ gặp y chang như giấc mơ ngoài đời thật. Tôi rất thắc mắc, không biết đó có phải là giác quan thứ 6 của mình hay không. Do đó hôm nay tôi đến chương trình giác quan thứ 6 này để tìm lời giải đáp. Trời, hai khách mời của chúng ta có ý kiến gì không nè? Thôi em thấy cái anh này trẻ con quá nè. Cái giọng đọc về bản thân mà giống như lồng tiếng phim hoạt hình hay sao ta? Anh này có vẻ giống như là nhạc sĩ, hoặc là ca sĩ, hoặc thiên về nghệ thuật, hoặc là họa sĩ chẳng hạn. Em cũng cảm giác như vậy, có nghĩa là anh này sẽ làm về nghệ thuật. Bởi vì là cái giọng đọc của ảnh cũng khá là truyền cảm, mặc dù là hơi hoạt hình một chút xíu. Cái gương mặt của ảnh sẽ thanh mảnh, dễ nhìn, dễ thương. Tóc ảnh không đen đâu nha, sẽ nhuộm màu hơi nâu nâu nhẹ nhẹ một tí. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với chàng trai cuối cùng, mời anh. Xin chào, biệt danh của tôi là Tú Mỡ. Tú Mỡ? Bởi vì hồi xưa thì tôi khá là nhiều mỡ. Tôi là một người trầm tính, điềm đạm và khá kỹ tính. Bên ngoài thì khuôn mặt của tôi trông có vẻ khá là lạnh lùng. Tuy nhiên, thật ra thì ở bên trong, sâu thẳm bên trong tôi là một tâm hồn ấm áp, một trái tim ấm áp. Và ngoài ra thì tôi thích đi du lịch phượt, thích đi ngắm cảnh, thích đi trải nghiệm. Giác quan thứ 6 của phụ nữ là một cái gì đó rất là sắc sảo và nhạy bén, và đôi khi góp phần làm cho những người phụ nữ trở nên nguy hiểm. Và hai vị khách mời hãy chứng minh cho tôi biết là liệu điều này có thực sự nguy hiểm hay không. Giọng anh này chắc tính thời sự hay gì chứ không có qua tới hoạt hình đâu ha. Anh này em nghĩ là ảnh làm nhạc hơ luôn á. Tại vì ảnh là tên là Tú Mỡ, Tú Xương á, gần Tú Mỡ, Tú Xương đồ đội nọ đó, hiểu không? Đẹp trai không?
Không, không đẹp trai đâu. Không đẹp trai lắm. Chỉ làm thơ thôi, không đẹp trai đâu. Hơi lãng tử và chắc chắn là sẽ đen thôi lùi. Anh nói thiệt nha Quỳnh Anh. Nhất quán thứ 6 tuyển, mặc dù đây không phải là chương trình mai mối hay gì, đúng. Nhưng tuyển người là phải đẹp. Nói diễn tả cái gì mà thiệt. Thiệt. Xấu hổ ghê vậy đó. Tả ngồi tôi thấy tội luôn á. Bây giờ nhờ chị Xuân Lan vớt giác lại một cái cho chương trình Giác quan thứ 6 nửa mặt nửa mày nè. Tôi nghĩ rằng bạn Tú Mở này là gương mặt tròn, dễ thương, da không đen. Không đen ha. Da trắng. Mà tôi rất là, tôi khen lại cho bạn, bạn vui mà tôi khen thật sự là tôi rất cảm tình với cái giọng Hà Nội của bạn. Rất là thanh thoát, rất là nhẹ. Dạo này người ta thích nghe giọng Hà Nội hả chị ơi? Em ơi, Hà Nội là một cái chốn quá tuyệt vời mà em. Yeah. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với gương mặt của ba chàng trai. Xin mời. Sau khi mà chúng ta xem được gương mặt của ba chàng trai trên màn hình thì hai khách mời của chúng ta hãy đoán thử xem là gương mặt nào là của vóc dáng nào. Đầu tiên là bạn Tô Úp. Tô Úp là số 2 á. Tại sao lại như vậy chú Quỳnh Anh? Tại em thấy cái anh số 2 thì cái mặt của ảnh nó hơi tròn tròn thì nó hợp với lại cái dáng người to to đó. Còn chị Xuân Lan, chị nghĩ Tô Úp là gương mặt nào? Số mấy? Tôi nghĩ Tô Úp là gương mặt số 3. Số 3. Tới người tiếp theo là bạn Bin. Xin mời hai khách mời. Bạn Bin thì em lại nghĩ là gương mặt số 3. Bin là số 3. Trên màn ảnh số 1 chính là Bin. Người cuối cùng là bạn Tú Mở. Bạn Tú Mở là bạn số 1 đó. Số 2 chính là Tú Mở. Và bây giờ chúng tôi sẽ mở chàng trai có nickname là Bin. Trương Quỳnh Anh thì chọn là số 3. Còn chị Xuân Lan chọn là số 1. Không biết là kết quả này có đúng hay không nhé. Bức màn đang được vén lên từ từ. Đã lộ được đôi giày, lộ được cái quần, lộ được cái áo. Chàng trai này có gương mặt nào? Gương mặt số 3. Quỳnh Anh đúng. Em chúc mừng Trương Quỳnh Anh đang mang về 5 điểm đầu tiên. Wow. Chị Lan, chị có muốn nói gì không? Không, chị cảm thấy là chị sai hết luôn rồi đó. Từ từ, chị cứ từ từ. Còn nữa mà. Bây giờ chúng ta sẽ mở hai bức màn của Tô Úp và Tú Mở lên nhé. Xin mời. Một anh là Úp, một anh là Mở. Một anh Úp, một anh Mở. Chương trình hay quá. Vậy là Quỳnh Anh đúng. Xin được chúc mừng Trương Quỳnh Anh đã mang về cho mình chọn 15 điểm. Hay quá. Vậy là chị Lan là sai hết luôn. Chị sai hết luôn. Nhưng mà được cái là chị biết mấy bạn rất thích chị lắm. Tại vì nãy giờ chị khen mấy bạn rồi. Dạ cảm ơn chị. Đúng không mấy em? Dạ. Không sao đâu chị, em cũng có cảm giác rất giống chị. Và em cũng ngạc nhiên là sao mà là trật lất hết trơn kỳ cục. Đúng rồi. Kệ đi. Tại vì chắc là vậy là chắc là chị hết khổ rồi đó. Chị hết giác quan được rồi. Thấm bình yên thôi. Thấm bình yên. Còn mấy đứa mà giác quan tốt đó, nó hay khổ. Bởi vì em mới cần chị trong cuộc đời của em để em bình yên. Như vậy là sau vòng 1 thì là Trương Quỳnh Anh đã mang về cho mình 15 điểm. Chúc mừng bạn. Và chị Xuân Lan đã xuất sắc mang về cho mình. Vâng, 0 điểm thôi. 0 điểm. Dạ, chính chúc mừng chị. Và trước khi chúng ta đến với thử thách tiếp theo, hãy cùng nghỉ giải lao trong vòng ít phút.